Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, xin mời mọi người cùng tiếp tục theo dõi Thánh Địa Tara, tác giả Tịnh Thủy, tập số 14. Trong thời gian học đạo ở Vu Sơn, Huyền Ca truyền dạy cho Y Khanh nhiều điều về đạo nghĩa của người huyền nhân và những trọng trách mà người huyền nhân phải chịu đựng. Ngoài ra, Thất Tổ còn hỏi han thêm Y Khanh nhiều điều về cổ thuật, trung thuật và mộc nhân ở Sokothai để làm tư liệu khảo cứu đệ đời về huyền thuật. Y Khanh vô tư nói lại hết tất cả mọi điều về thánh địa Sokothai và bí mật về các cổ thuật cho các huyền nhân Vu Sơn nghe. Từ đó mà họ nắm được yếu chỉ. Cả hai thầy đều lấy làm khâm phục lắm với cổ thuật Sokothai ưu việt và vượt trội hơn so với huyền thuật Vu Sơn. Nhưng khác với huyền thuật Phương Đông, tại thánh địa Sokothai, chỉ có những người được thần linh chọn lựa mới có thể thi triển và sử dụng các cổ thuật hùng mạnh ấy. Nên họ chỉ biết vậy thôi, chứ không thể học được cổ thuật. Y Khanh cũng nói về các yếu chỉ để sử dụng, cũng như phá hủy các mộc nhân cổ thuật khi cần thiết. Đó là khi chúng rơi vào tay những kẻ thù có mê tâm thuật, có thể đánh lừa hoặc lợi dụng hoặc sai khiến các mộc nhân, hoặc dựa vào các mộc nhân để lần tìm ra vị trí của huyền nhân Sokothai hoặc của thánh địa. Bây giờ trên Vu Sơn, mỗi vị tổ đều có một món pháp bảo được thầy dạy truyền cho. Thất Tổ Huyền Ca cũng có một món pháp bảo như thế. Đó là cái móng tay quỷ thuật được tổ trước của Vu Sơn là Lục Tổ truyền lại. Lục Tổ đã dùng chính móng tay của mình để luyện lên cái móng tay quỷ thuật này và dùng nó làm món pháp bảo thứ bảy truyền cho Thất Tổ. Một trong các vị đại tướng cai quản trên Vu Sơn bấy giờ là Minh Di Vương Trần Linh, nguyên là một con chim ưng lớn. Tất cả các âm binh và các tướng âm có phép khinh thuật, có cánh và nồi chim, điểu trên Vu Sơn đều thuộc dưới quyền của vị đại vương này. Trần Linh nói với Thất Tổ: Y Khanh dù sao cũng là người ngoại quốc và là người của thánh địa Sokothai. Tôi không nghi ngờ gì Y Khanh, nhưng cổ thuật vốn không chỉ có Y Khanh. Dù sao Y Khanh cũng từng phạm tội phỉ báng thần linh. Nếu có gì bất trắc xảy ra, hoặc thánh địa Sokothai có tìm tới đây để trừng phạt Y Khanh, ta cũng nên có sự phòng bị để tránh bị liên lụy. Huyền Ca nghe theo lời Minh Di Vương, liền bảo Y Khanh dùng các thần chú phá cổ thuật để cấy vào cái móng tay đó, nhằm đề phòng có một ngày có sự bất trắc nào đó, Y Khanh xảy ra chuyện gì thì sẽ dùng cái móng tay đó hủy đi các mộc nhân cổ thuật. Y Khanh vốn ngây thơ hiền lành, tin theo và làm ngay. Các mộc nhân cổ thuật đi cùng Y Khanh trên Vu Sơn đều cách cảm được và sợ cái móng tay đó. Do vậy Minh Di Vương liền mang nó đi khỏi Vu Sơn, đi tới sông Triền Giang và trao nó cho vị thủy thần trấn giữ là Tinh Long Đại Nhân. Vị thần này đặt cái móng tay ấy lên chính bàn tay của mình và gìn giữ nó cẩn thận. Thời điểm đó Huyền Ca và Minh Di Vương đều không tiên liệu được rằng ngày sau khi họ chết đi cả rồi, chính móng tay đó đã góp phần cứu cho Vu Sơn khỏi nạn diệt môn thảm khốc. Trong thời gian ở trên Vu Sơn, Y Khanh nảy sinh tình cảm với Huyền Ân tiên sinh, người học trò của Thất Tổ. Y Khanh rất khéo tay, cô thường hay đan cho tiên sinh những chiếc áo mới. Huyền Ân luôn luôn mặc chúng, điều đó làm cho Y Khanh vui lòng lắm. Y Khanh lớn hơn Huyền Ân vài tuổi, nhưng nhờ có con hương mộc nhân cổ thuật, kể từ năm 18 tuổi và bắt đầu đi trong giữ điện thần Sokothai, tới giờ gần 6 năm, vẻ bề ngoài của Y Khanh hầu như không thay đổi gì. Cô lúc nào cũng chỉ như một cô gái 18. Huyền Ân ngoài 20 và không biết tuổi thật của Y Khanh, nên hai người nôm xứng đôi vừa lứa lắm. Thật là trai anh hùng gặp gái thuyền nguyên. Có nhiều đêm Y Khanh lẻn tới gian chòi riêng nơi ngủ nghỉ của Huyền Ân. Ma quỷ biết nhưng không cản trở. Nàng cứ ngồi bên đầu giường mà nhìn ngắm tiên sinh đang chìm vào giấc ngủ say. Trong tiên sinh mới thư thái làm sao. Đôi khi thản hoặc, Y Khanh cứ ngồi nhìn cho bật cười trong vô thức,
đưa bàn tay trắng muốt nhỏ nhắn vuốt lên những đường nét trên khuôn mặt của chàng. Y Khanh cứ mơ, mơ mãi về một hạnh phúc lứa đôi với Huyền Ân như vậy. Nàng đã yêu tiên sinh ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi tiên sinh cứu nàng trên con sông Thánh. Và trong thời gian sống chung với tiên sinh, biết được phẩm hạnh, đạo đức của người, nàng lại càng yêu tha thiết nhiều hơn. Đêm nào nàng cũng nhung nhớ tiên sinh, lửa xuân trong nàng rạo rực bùng cháy. Nàng biết Huyền Ân cũng yêu nàng, nàng có thể cảm nhận được điều đó qua cử chỉ ân cần của tiên sinh dành cho nàng. Sự dịu dàng và ngọt ngào trong từng lời nói và hành động của tiên sinh đối với nàng càng làm nhen nhóm trong nàng bao nhiêu tia hy vọng. Rồi nàng chờ một dịp thuận lợi và thổ lộ với tiên sinh. Nhưng nàng đã bị dơ bẩn ô uế rồi, làm sao nàng xứng đáng với tiên sinh được đây? Làm sao có thể mở lời được đây? Nhưng mà không, chính mẹ Tara đã nói rồi, ai gặp trong đời đó chính là người mình cần gặp. Không có cuộc gặp nào là ngẫu nhiên cả. Chính số phận, chính thần linh đã sắp đặt để chàng tới con sông Thánh vào ngày hôm ấy. Và ngay trong giây phút ấy, nếu sớm hơn hay muộn hơn, Y Khanh đều phải chết. Chính thần linh đã an bài cho nàng tới với tiên sinh. Nếu nàng không cương quyết giành lấy hạnh phúc của mình, thì đó là chống lại ý muốn của các vị thần. Ngày hôm đó, Thất Tổ đi xuống dưới làng để chữa bệnh. Y Khanh đã chờ dịp này lâu lắm rồi. Nàng hẹn Huyền Ân cùng gặp vào buổi tối hôm đó trên chòi nghỉ để nói một việc quan trọng. Khi Huyền Ân luyện võ xong và đi tới chòi, Y Khanh đã ở sẵn trong chòi đợi tiên sinh. Hôm nay nàng không mặc áo pháp của Vu Sơn mà mặc một chiếc váy trắng thật tinh khiết. Huyền Ân cũng hơi giật mình vì vẻ ngoài khác lạ của Y Khanh. Chẳng khó gì để nhận ra điều đó cả, vì lâu lắm rồi, đã hơn 4 tháng trôi qua kể từ ngày Y Khanh lên Vu Sơn. Hôm nay nàng mới trang điểm và dùng tới dầu thơm, trông Y Khanh tựa như một nàng công chúa vậy. Y Khanh nắm lấy tay Huyền Ân, dìu chàng ngồi xuống chiếc chõng tre, rồi bắt đầu thổ lộ những tâm sự của mình. Vừa nói, nàng vừa hồi hộp đảo mắt quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của tiên sinh. Huyền Ân không tỏ ra bất ngờ, chàng cũng không đứng dậy bỏ đi. Tiên sinh không nhìn nàng mà chỉ cúi gằm mặt xuống đất lặng im. Vậy điều Y Khanh dự đoán là đúng. Huyền Ân cũng thầm thương nàng, và tiên sinh cũng biết hết tâm tư của nàng rồi. Tiên sinh cũng đã biết lý do mà nàng hẹn gặp tiên sinh khi Thất Tổ không có ở đây. Điều làm cho tiên sinh đắn đo và im lặng trước tình cảm của Y Khanh, đó chính là các giới luật nghiêm khắc trên Vu Sơn này. Y Khanh đã dự liệu tới điều đó và chuẩn bị những lời lẽ để thuyết phục chàng. Huyền Ân nói: "Chúng ta không thể đến với nhau được. Đó là điều cấm trên Vu Sơn này. Thầy còn tới 6 người học trò khác đang ở các nơi. Còn sống cũng còn 2-3 vị. Vì sao không thể gọi họ về đảm đương trọng trách chứ? Vì sao cứ phải là chàng?" "Đó là mệnh trời. Và cho dù ta không ngồi ở ngôi cao trên Vu Sơn này, thì ta cũng là một huyền nhân u ẩn. Nếu chúng ta ở bên nhau, cả hai ta sẽ đều đau khổ đó." "Em không tin là như vậy. Hay mình từ bỏ tất cả cho rời khỏi đây được hay không? Đến một chỗ chỉ có hai ta mà thôi." Nhưng Huyền Ân đã nhất quyết đứng dậy rời khỏi chiếc chõng. Tiên sinh đã có sự lựa chọn. Sau khi đấu tranh tư tưởng, tiên sinh phải dứt khoát đi khỏi đây để giữ đạo hạnh, trước khi bị vẻ đẹp thước tha và tình cảm nồng cháy của Y Khanh làm cho gục ngã như một điều tất yếu. Đoạn không nói gì, lặng lẽ toan bước đi, nhưng đột nhiên đứng khựng lại bởi tiếng khóc của người nữ nhân. Huyền Ân quay lại nhìn, đôi mắt lệ của Y Khanh đã đầm đìa nước mắt. Từng giọt to cứ rơi lả chả trên khuôn mặt diễm lệ, giờ đây đang nhăn nhó khổ sở. Từng tiếng nấc nghẹn cứ bật lên tức tưởi. Y Khanh đưa hai tay lên bưng mặt mà khóc, rồi lời nói ngập ngừng méo mó biến dạng đi trong cổ họng. "Có phải vì em không còn sạch sẽ hay không?" Huyền Ân vốn tính nhân từ,
nhìn thấy cảnh nữ nhân tội phận, vì mình mà suy tư, vì mình mà phải khóc. Người quân tử sao có thể chịu đựng được đây? Chính vì thế mà người xưa thường hay nói, anh hùng chẳng qua được ải mỹ nhân hay sao? Huyền Ân ngồi ngay xuống, ôm Y Khanh vào lòng. Không, không phải như thế. Không phải vì em, chỉ là vì ta là... Y Khanh chỉ chờ có như thế. Nàng vương mình đặt lên một nụ hôn nồng cháy lên môi của Huyền Ân. Tiên sinh cũng hôn đáp trả lại. Hai người hôn nhau ngấu nghiến say sưa. Tất cả quỷ thần chứng kiến cảnh đó đều thương xót cho số phận của hai người huyền nhân yêu nhau mà chẳng đến được bên nhau. Chúng cùng bảo nhau rút lui đi cả, không dám can ngăn gì. Rồi Y Khanh rời môi. Chàng nói đi, em có xinh đẹp không? Hứa dệt, đừng nói những lời như ban nãy nữa. Với anh, em lúc nào cũng xinh đẹp nhất, tinh khôi nhất, thiên liền nhất. Nhìn em khóc, anh đau lòng không thể chịu đựng được. Y Khan mỉm cười rạng rỡ, hai má đỏ hồng lên. Vậy hãy dành cho em tình yêu đi, em yêu chàng nhiều lắm. Nói rồi cởi tuột chiếc váy mỏng trắng muốt ra, để phơi bày ra da thịt căng tràn sức xuân. Đoạn cầm lấy tay Huyền Ân, đặt lên hai bầu ngực của mình, ôm chặt lấy Huyền Ân mà nói: cơ thể này thuộc về anh hết. Huyền Ân quấn lấy Y Khanh, rồi đè nàng nằm lên trên chiếc chõng. Y Khanh cởi tuột chiếc áo pháp của tiên sinh ra, say mê hôn lên khắp cơ thể lực lưỡng của tiên sinh. Khi hai người chuẩn bị giao hoan, ngay thời khắc đó, bỗng có một tiếng chim ưng kêu lớn trên không trung. Đó là Minh Di Vương Trần Linh. Huyền Ân giật mình thất kinh, như thể choàng tỉnh khỏi cơn mê mị, đứng vùng dậy, vừa lấy áo pháp rồi nói vội: Y Khanh à, anh xin lỗi, anh không thể. Đoạn chẳng kịp để nàng nói lên một tiếng, Huyền Ân để mặt nàng ngơ ngác, bẻ bàng nằm trên chiếc chõng, vội vàng bỏ đi ngay. Y Khanh nằm im bất động trên chiếc chõng tre. Từng đợt gió đêm nô đùa mơn trớn cơ thể trần trụi của nàng, nghe sao lạnh giá tới vô cùng. Y Khanh ngửa mặt ngước lên nhìn bầu trời đêm, rồi khẽ bật cười. Nàng đã bị từ chối tình cảm. Không, tất cả những lời nói của tiên sinh chỉ là ngụy biện. Tiên sinh đổ cho giới lực, rồi tự nhận tội về mình, chỉ là để cho nàng đỡ tủi thân mà thôi. Thực ra nàng biết hết, chỉ vì nàng đã dơ bẩn, đã bị cưỡng hiếp mà Huyền Ân mới lạnh nhạt với nàng. Một con người thanh cao như tiên sinh sao có thể lang chạ với loại đàn bà như nàng được. Tiên sinh phải được âu yếm bởi một người con gái còn trinh trắng mới thực sự xứng đáng. Tâm lý của Y Khanh đã bị ám ảnh sâu sắc bởi khoảng ký ức đen tối ở Thạc Na. Nó biến thành một vết thương theo nàng suốt cả cuộc đời này, không bao giờ có thể lành lại được. Tới nỗi cứ hễ có một chút gì đó động tới là nàng lại nghĩ ngay về nó mà lại tủi thân. Rối loạn ám ảnh đó đã khiến cho Y Khanh phát điên ngay tại thời điểm đó, thời điểm nàng bị Huyền Ân từ chối. Một lần nữa trái tim si tình tưởng như đã được chữa lành nay lại tan vỡ. Một lần nữa nó lại hóa thành cơn sân hận. Y Khanh ngồi dậy, lặng lẽ mặc lại váy, nghiến răng ken két, hai mắt chợt nổi đỏ ngầu. Lũ chó ở Thạc Na, chính chúng đã làm cho nàng thành ra như thế này, đã khiến cho nàng chẳng thể có được hạnh phúc. Chúng phải bị thần linh trừng phạt. Sáng hôm sau hai người gặp nhau, vẫn cùng ngồi thiền và tập võ. Tuyệt nhiên không ai nhắc gì tới chuyện xảy ra hồi đêm, mọi chuyện vẫn cư xử như bình thường. Tới ngày hôm sau thì thất tổ trở về, các quỷ bèn đem việc đêm ấy tâu báo lại cho tổ hay. Thất tổ tính vốn nóng nảy, nghe xong thì nổi giận đùng đùng, đập bàn quát thét: con tiện nhân, tao đã cứu mạng nó từ chốn sinh tử trở về, nuôi cho ăn mặc, dạy cho làm người, mà nay mới khuất mắt tao. Nó đã nảy sinh tâm dục, tao còn sống sờ sờ ra như thế mà
mai này chết đi rồi thì nó còn coi ai ra gì. Các quỷ phải cùng can, tổ mới bớt cơn thịnh nộ. Đoạn cho sai quỷ Đăng Chầu là Kinh Ma Lạc đi mời Minh Di Vương Trần Linh tới hội ý. Khi chim ưng tới, tổ nói: Trần Linh à, việc đạo trên Vu Sơn yêu đương là cấm kỵ. Nếu sai phạm thì không những họa diệt môn, mà người tu hành cũng không có kết cục tốt. Huyền Ân còn trẻ dại, chưa biết tới mùi ân ái bao giờ. Y Khanh giống là đứa sống tình cảm nồng hậu, đầm thắm mặn mà, lại sắc nước hương trời như thế kia. Mai này ta nhắm mắt xuôi tai rồi thì tất Huyền Ân không cưỡng lại được. Ý của Bạch Vương như thế nào? Tổ nói không sai, Y Khanh có tình cảm rất sâu đậm. Tính tình thiên sinh nhà ta lại là người hiền hậu nhân từ, hay cả nể thương người, mà lại cũng đã phải lòng Y Khanh rồi. Tiền nhân đã dạy, hoa càng đẹp càng lắm gai độc, người càng đẹp càng nhiều mối họa. Việc nam nữ là việc tối kỵ của người giữ đại đạo, đặc biệt là ở Vu Sơn. Nếu tổ không can dự vào, để sau này Huyền Ân lên ngôi cửu đỉnh rồi tất sinh ra tai biến họa hoạn, chúng tôi không cản được. Vậy nên làm như thế nào đây? Hãy viện cớ gì đó mà đuổi Y Khanh đi đi. Nó là đứa trọng tình, đời nào nó chịu trời Huyền Ân chứ. Nếu Y Khanh không đi thì đem giết phắt đi để tránh gây hậu quả. Mà tốt nhất đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tới nơi tới chốn. Tổ đem việc này giao cho tôi, chắc chắn là được việc. Tổ khỏi phải nghĩ ngợi gì cho bằng trí. Thất tổ biết tính tình Minh Di Vương Trần Linh vốn lạnh lùng lại cẩn thận, nếu giao việc này cho Trần Linh lo liệu, chắc chắn Y Khanh cầm chắc cái chết, chứ làm gì có chuyện chỉ đuổi đi. Tất nhiên như thế cũng coi như là bỏ được một mối lo, nhưng lại cũng bỗng thương tình thầy trò, thấy tội nghiệp Y Khanh, đâm ra phân vân lưỡng lự. Để ta nghĩ thêm đã. Bây giờ chầu trong trướng có Kinh Ma Lạc là khinh tướng dưới quyền của Trần Linh vào chầu cùng nghe câu chuyện. Kinh Ma Lạc vốn là thủ hạ của Trần Linh, nhưng cũng là tướng yêu của Huyền Ân thường dùng, lại cảm mến Y Khanh, nên liền đem việc này nói lại với Huyền Ân. Huyền Ân nghe xong thì rụng rời tay chân, trong đêm vội vàng tới hang cấm xin gặp thất tổ. Đoạn quỳ phục trước Huyền Ca thất tổ, khóc lóc mà thưa rằng: Nếu giết đi thì năm xưa thà để chết ở Sukhothai, chứ cứu về làm gì cho thêm đau đớn. Tình nghĩa sống chung như vậy, giờ nỡ lòng nào mà đành ra tay hay sao? Nếu Y Khanh vì con mà bị thầy giết thì con thành đứa bất nghĩa, cả đời để sống trong giày vò. Xin thầy thương tình mà thu lại lệnh. Thất tổ nghe thế thì bối rối nói lãng đi: Thì ta muốn Y Khanh đi khỏi đây thôi, chứ nào có ý định giết đâu. Thế rồi dỗ dành cho Huyền Ân ra về, từ đó cũng thôi không nghĩ tới việc giết nữa, chỉ chờ lúc nào đó thuận tiện thì nói khéo cho Y Khanh trời Vu Sơn là được. Minh Di Vương Trần Linh biết việc thì nổi cơn thịnh nộ, toàn đem Kinh Ma Lạc ra chém. Nhưng bọn Triết Tự Nghi, Đề Năng Đà cản mãi mới thôi, nhưng vẫn cho trừng phạt, điều Kinh Ma Lạc đi trấn giữ ở nơi đất hiểm xa xôi, không có lệnh gọi thì không cho về Vu Sơn. Bọn Huyền Ân kỹ như đều thương, nhưng không dám xin cho nó. Vậy là Kinh Ma Lạc lên đường đi giữ một vùng đất phong thủy ở xa Vu Sơn. Cũng chính vì việc đó mà sau này khi Vu Sơn rơi vào đại họa, bị Kinh Tâm tàn sát tông môn, chỉ may mắn thoát chết, quay về phò cho học trò của Huyền Ân là cửu tổ Huyền Vi. Buổi sáng hôm đó, Huyền Ca đi tới láng riêng của Y Khanh tìm nàng trò chuyện. Bây giờ Y Khanh đang ngồi ở hàng dưới, miệng cười như hoa nở, dâng trà lên cung kính cho thầy. Huyền Ca ngồi trên chòi cao của láng tranh nhìn người học trò. Y Khanh vẫn hãy cứ xinh tươi đậm thắm như thế.
Y Khan nói mình đã 24 tuổi rồi, nhưng trông ấy như một đứa con gái 16, 18 vậy. Huyền Ca từ ngày cũng thường nóng nảy, quyết đoán lắm. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao trong giây phút ấy lại chần chờ khó quyết. Nhìn Y Khan xinh đẹp như thế này, thân thể mong manh như thế này, thầy sợ rằng nếu nó lang thang trong nhân gian rồi lại sẽ bị người ta hại nữa. Huyền Ca nói: Phù Dung mà. Chợt Y Khan giật mình, vội đứng vụt dậy lao đi. Thế rồi bám vào thanh chống gỗ ở đầu lắng, nôn ọe khan liên hồi. Huyền Ca nhìn thấy thế thì thất thần lo sợ. Sao trông như người thai nghén thế kia? Y Khan mang thai rồi hay sao? Thế rồi Y Khan lăn ra ngất xỉu, Huyền Ca phải cấp cứu cho. Dự định ban đầu tới nói chuyện, cuối cùng không nói được. Huyền Ca tinh thông y thuật, khám qua là biết được Y Khan mang thai. Khi Y Khan thắt áo bụng lên thì mới nhìn được cục thai nhú ra. Nhưng Huyền Ca lấy làm lạ lắm. Thông thường chỉ nghén thai trong dưới 3 tháng đầu tiên, cùng lắm là đến 4-5 tháng giảm dần. Sao giờ này Y Khan lại mới nghén? Và kích thước cục thai trong bụng của Y Khan cũng chỉ cỡ chừng 4 tháng mà thôi. Trong khi đó, Y Khan đã tới Vu Sơn cả hơn nửa năm trời rồi. Cái thai đó có lẽ nào là của Huyền Ân hay sao? Từ bao giờ mà lại như thế? Huyền Ca lại nổi cơn thịnh nộ, cho gọi Huyền Ân đến chất vấn rất lâu. Hai thầy trò lời qua tiếng lại vô cùng nặng nề. Mấy ngày sau thì không thấy Huyền Ân ra nữa. Y Khan thấy lạ hỏi, thì tổ đáp rằng đã sai đi xuống núi làm việc, nhưng thật ra là giam cầm tiên sinh vào trong hang cấm của Vu Sơn và sai các quỷ canh chừng để ép tiên sinh nói ra sự thật. Nhưng Huyền Ân vẫn một mực không nhận cái thai đó là của hắn. Hỏi chuyện riêng Y Khan xem ai là cha đứa bé, Y Khan chỉ khóc mà nói: Dạ con không biết. Huyền Ca trong lòng khó nghĩ lắm, nói với Minh Di Vương: Bây giờ một xác hai mạng, không thể giết được, mà nuôi cũng không đành. Có lẽ phải chờ cho nó sanh, cho nó lớn lên cứng cáp thì đi đâu mới đi được. Nếu là con của Huyền Ân thì đời nào mà Y Khan chịu đi. Nhưng nếu nó không phải là con của Huyền Ân thì có lẽ chuyện của bọn nó cũng không phát sinh thêm được nữa. Minh Di Vương im lặng không đáp. Hàng đêm đều bay trao lượng tuần thám khắp Vu Sơn, rồi xem thiên văn tin tưởng. Rõ ràng có điều kỳ lạ lắm. Năm lần bảy lượt, cứ vào những giây phút quan trọng ảnh hưởng tới sinh mạng của Y Khanh thì lập tức có điều kỳ lạ xảy ra trong thoáng chốc. Trong lòng đại vương cảm thấy bất an vô cùng. Nói tới Y Khanh, từ khi biết mình có thai, Huyền Ân bỏ đi đâu xuống núi không rõ, nàng suy sụp lắm. Rõ ràng không phải Huyền Ân đi làm công việc như lời thầy nói, chàng đã bỏ đi rồi. Chàng yêu nàng, chắc chắn là như thế. Việc nàng có con đã làm chàng gợi nhớ tới những chuyện xảy ra với nàng trong quá khứ. Vì thế mà chàng không chịu nổi sự giày vò và đã bỏ đi để khỏi phải nhìn thấy nàng. Suy nghĩ đó làm cho Y Khan đau khổ, giày vò tới phát điên. Cái thai khốn nạn này là con của ai? Y Khan đã bị những tên lính thổ ở làng Thạc Na cưỡng hiếp tập thể trong nhà ngục, suốt mấy ngày trời bị giam cầm. Rồi tên triền phạn, làm sao biết được nó là con của ai? Nước mắt của Y Khan lại lăn dài mỗi đêm. Nàng tủi thân, uất hận. Mấy ngày trời thất tổ không hề đến thăm nàng, chỉ sai âm binh theo dõi sức khỏe của nàng. Cái thai này, nó là thứ oan nghiệt khốn kiếp. Bọn Thạc Na đều là lũ cặn bã khốn kiếp. Y Khan tới xin thất tổ cho bỏ cái thai đi, nhưng tổ không cho. Sinh mạng quý giá lắm. Con xin phép thầy cho con trở về Thạc Na, bởi có hai lý do. Thứ nhất, xưa này Lâm không bao giờ có thai, con là trường hợp đầu tiên.
con muốn về lại điện thần hỏi ý các đức mẹ. Nếu các ngài bảo giữ, con sẽ giữ. Nếu các ngài bảo bỏ, con sẽ bỏ. Lý do thứ hai, cái thai này không phải của sư huynh con, mà nó là từ mầm móng làng Thạc Na mà ra. Con cũng không thể sinh đẻ trên Vu Sơn được, sẽ làm ảnh hưởng tới môn phái. Con muốn quay trở về tìm cha cho nó, sinh nó ra rồi gửi cho cha nó là xong. Sau khi xong xuôi mọi sự, con sẽ quay trở lại Vu Sơn. Nhưng con vốn là tội phạm ở đó, bây giờ quay về liệu có sao hay không? Hữu tục tôi giả mang như thế, nhưng với người mang thai thì người ta không áp dụng. Hơn nữa nếu làm lễ trừng phạt của thần linh, thì trong 100 ngày không thi hành được việc phạt thì sẽ xóa tội. Huyền ca đâm chiêu nói, nhưng còn thân con gái lại bụng mang dạ chữa như thế này. Con có một nhân bên cạnh, thai hẳn còn nhỏ, không sao đâu ạ. Huyền ca chưa quyết được ngay, hỏi ý Minh Di Vương. Vương nghe xong lấy làm mừng lắm mà nói, khi người con gái đã trở thành người mẹ rồi thì rất khác. Mẫu tử có sự gắn kết rất thiêng liêng huyền bí, chẳng dễ gì mà dứt ra được. Nếu Y Khanh trở về quê hương và sinh con ở quê, thì rất có thể Y Khanh sẽ ở lại chăm sóc con và không quay trở lại nữa. Như thế thì không cần phải ra tay với Y Khanh, lại không cần đuổi nó đi nữa rồi. Mối lo đã được giải quyết xong. Huyền ca nghe thế thì vỡ lẽ ra, thế là vui vẻ tỏ ý cho Y Khanh ngay. Minh Di Vương âm thầm sai một âm binh giỏi thuật tình báo và xem thiên văn trên núi là Nhu Há Luật đi theo Y Khanh, dặn dò theo dõi xem hành động của nàng ở quê như thế nào. Không cần cho nàng biết, cứ lặng lặng theo quan sát rồi về báo tin. Y Khanh một mình lặn lội đi từ Tây An về tới Sukhothai bằng số tiền đi đường mà thất tổ trao cho. Vừa đi vừa nghỉ ngơi, có xe ở đâu thì bắt ở đó, không có thì đi bộ. Quãng đường đi là hơn 1.200 cây số. Hơn 2 tuần thì về được đất Sukhothai. Dọc đường đi đều được bình an, không gặp trở ngại nào. Y Khanh am hiểu đường đi lối lại trong Sukhothai, lợi dụng trong lúc đêm tối vượt sông Nagini tìm về nơi thánh điện trên thảo nguyên. Thế nhưng khi đi tới nơi thánh điện xưa thì nàng như bàng hoàng chết lặng. Thánh điện thần linh giờ đây đã thành một đống đổ nát hoang tàn, chỉ còn lại tàn tro và ngổn ngang những thứ vật liệu không cháy. Y Khanh đứng chết lặng trên đồng cỏ hồi lâu, rồi chợt có tiếng lạch cạch, lạch cạch. Y Khanh giật mình nghe ra tiếng thân quen của những con mộc nhân ở lại trong điện thần, liền đi tìm chúng ngay. Do có cách cảm nên chẳng mấy mà đào bới tìm ra được 3 con mộc nhân được chôn chung một chỗ. Đó lần lượt là các con nhãn mộc nhân, hình mộc nhân và vương mộc nhân. Hình mộc nhân nói, cái lùm đã về rồi đó sao? Y Khanh rơi nước mắt, sao mà ra cớ sợ như thế này? Từ khi cô đi, tên hào trưởng nổi giận cho đập phá và đốt điện thần rồi. Y Khanh buông thõng người, ngồi gục xuống đống đổ nát, nước mắt lã chả tuôn rơi. Đôi tay cô bưng lấy mặt mà khóc. Tại cô, là vì cô mà tất cả thành ra như thế này. Câu nói của Vương Mộc Nhân như giọt nước làm tràn ly, nó xóa đi tất cả mọi cảm xúc hình người trong Y Khanh một lần sau cuối. Sau biết bao nhiêu biến cố thăng trầm, và cuối cùng cũng chỉ nhận lại đau thương. Sứ mệnh cả đời của Y Khanh là bảo vệ điện thần này, nhưng mà nay chính vì cô, nó đã bị phá hủy rồi. Những gì cao quý nhất, thiêng liêng nhất đã bị thực tại xã hội này và sự áp bức của tầng lớp thượng lưu nhấn chìm. Niềm tin tôn giáo thiêng liêng bị hủy hoại, và những sự tin tưởng cuối cùng trong nhân thế này bị dập tắt đi. Vương Mộc Nhân lại nói, trả thù đi, cho chúng biết sự trừng phạt của bề trên đi. Y Khanh hỡi, chuộc lại lỗi lầm của cô đi, giết tất cả bọn chúng.
Đoạn cả ba con mộc nhân cùng sáng lên rất lạ dị. Con vương mộc nhân sáng lên đầu tiên. Đó là con mộc nhân có thể biến đổi thành nhiều con mộc nhân khác. Từ trên trán nó hiện lên một chữ mê. Nó biến dần thành con vương mê mộc nhân và yểm một cổ thuật lên người Y Khanh. Y Khanh vốn đã thay đổi nhiều sau những sự việc ở núi Vu Sơn. Nàng luôn sinh tâm oán hận và đổ hết mọi tội nghiệp cho làng Thạc Na từ sau khi bị Huyền Ân từ chối. Và sau khi biết mình mang thai, chuyến này quay trở về Sukhothai, việc hỏi ý các mẹ là thật, nhưng việc tìm cha đứa trẻ chỉ là nói dối mà thôi. Ở đây không hề có miễn xóa tội cho tội nhân sau 100 ngày, và cũng không hề tha thứ cho tội nhân dâm ô mà lại có thai. Họ sẽ truy lùng và giết cho bằng được Y Khanh thì thôi. Y Khanh muốn quay trở về Sukhothai để trút giận lên làng Thạc Na và tìm nơi sinh ra đứa trẻ, gửi nó ở lại quê hương rồi quay lại Phu Sơn. Giờ đây vì có sẵn niệm như thế nên nhanh chóng cách cảm được với con vương mê mộc nhân. Y Khanh chợt cảm thấy xung quanh trống vắng, chơi vơi vô định, không còn biết bấu víu vào đâu ngoài chính nỗi hận thù. Có ai đó đã từng nói rằng hận thù tạo nên sức mạnh. Chỉ có khi hận thù, con người mới phát huy được hết cái năng lực tiềm tàng bên trong. Nó sẽ trỗi lên như một thứ bản năng sinh tồn, đưa người ta tới giới hạn cuối cùng của sức mạnh. Tên khốn kiếp đó, hắn dám to gan tới mức đốt cả điện thần này hay sao? Hắn không sợ thần linh lấy mạng hắn sao? Không chỉ lấy mạng hắn, mà tất cả gia quyến của hắn đều phải bị thần linh trừng phạt. Y Khanh đã hoàn toàn bị thù hận nhấn chìm trong giây phút đó. Phải trừng phạt tất cả bọn chúng, phải cho chúng biết việc phá hủy điện thần sẽ gây ra tai họa như thế nào. Hình mộc nhân cảm nhận được sự giận dữ và thù hận tỏa ra từ người Y Khanh. Nó nói: Y Khanh, hình như nay đã khác xưa, âm lực mạnh mẽ quá. Tôi học đạo của người phương Đông ở nước Nam. Con nhãn mộc nhân sáng lên thứ hai. Con mắt nó đổi thành một màu biếc. Đó là quỷ nhãn. Đôi mắt Y Khanh lập tức cách cảm với đôi mắt thần của mộc nhân ngay. Hai con mắt Y Khanh chợt đau nhức như muốn nổ tung ra. Rồi con ngươi của Y Khanh dần dần biến đổi thành dạng hình kim. Đôi mắt sáng trong, nhưng trong tận mắt lại có màu ngả vàng như mắt trắng. Đó là đôi mắt xài nhãn Sukhothai, một đôi mắt pháp của huyền nhân trong thánh địa. Uy lực từ đôi mắt này còn mạnh mẽ hơn cả pháp nhãn âm dương nhãn ở Đông Phương. Y Khanh cầm lấy hai con vương mộc nhân và nhãn mộc nhân cho vào túi áo. Sau này hai con mộc nhân được luyện cho các cu manh cả lệnh và hai tuyết sử dụng, đều mang theo sức mạnh rất kinh dị. Bây giờ con mộc nhân cuối cùng cũng sáng lên. Đó là con hình mộc nhân. Con mộc nhân chủ trong điện thần Sukhothai luôn được đặt kín đáo ở đuôi thần trắng Nagini. Chính nhờ con hình mộc nhân mà Y Khanh có thể thổi hồn vào các con mộc nhân mà cô chạm khắc ra. Về sau Y Khanh dùng hình mộc nhân để luyện lên nhiều mộc nhân nguy hiểm khác như âm, ấn, xạ, giải ấn, phản, lực, cường thạch mộc nhân. Hình mộc nhân lúc này nói: Tất cả đã bị thiêu đốt, chỉ duy nhất có mộc nhân vốn là bất tử thì còn sống. Các tượng đức mẹ đã được mang vào trong làng bởi một người tốt. Hãy cho kẻ đó được sống, còn lại thì giết hết đi, tôi sẽ dẫn được. Y Khanh cầm lấy con hình mộc nhân, niệm một câu thần chú. Con mộc nhân co lại chỉ còn cỡ nửa cái tâm. Y Khanh ngậm nó vào trong miệng, dắt sâu vào kẽ răng hàm. Đoạn hít một hơi dài, đi dọc xuống sông Nagini, vượt sông để vào làng Thạc Na. Bây giờ là những năm 55 của thế kỷ trước. Ở Sukhothai cũng chưa có điện, tối đến chỉ nhà có điều kiện mới dùng đèn đuốc. Ngoài ra thì đều đóng cửa nghỉ ngơi từ sớm. Y Khanh sống ở đây đã lâu nên biết rõ. Tầm trời tối hẳn, biết trong làng đều nghỉ, bèn đi vào bên trong.
Y Khanh tới cổng làng thì niệm chú làm trầm, hai con mắt sáng trực lên trong đêm, con ngươi đảo thành hình kim, nhìn trong đêm rõ như ban ngày. Hồi chú thần vừa dứt, lập tức thấy cơ mang nào là những trắng, chẳng hiểu từ đâu bò lại rất nhiều, con nào con nấy to tròn. Có một con rắn hổ chúa lớn từ từ bò lại trước mặt Y Khanh, rồi cúi đầu thấp xuống như thể lại người. Y Khanh nói với con rắn: "Hãy tìm xem tượng của Đức Mẹ đang ở ngôi nhà nào." Bầy rắn liền tản đi rất nhanh. Bây giờ rắn đi khỏi hết, chợt có một bóng đen từ từ hiện lên, đi lại dần chỗ Y Khanh. Y Khanh nghiêng con mắt, rất nhanh nhìn thấy đó là một bóng ma người chết. Bóng ma đi lại gần, rồi chợt quỳ xuống trước Y Khanh nói: "Thanh nữ về lại đó sao?" Y Khanh nhận ra đó là hồn ma của ông Rasi, người trưởng làng đã chết của làng Thạc Na. Y Khanh bước lại trước ông ta mà nói: "Ông vẫn còn ở đây sao?" "Tôi là người đã chết. Tôi biết được đêm nay Y Khanh sẽ về để báo thù. Tôi đã sống cả đời ở ngôi làng này, không đành lòng nhìn nó bị diệt. Xin hãy thương xót lấy hương thân phụ lão trong làng mà tha thứ có được không? Y Khanh đã sống ở đây đã lâu, lẽ nào không có chút tình cảm nào hay sao?" "Ông thương chúng nó thì ai thương tôi? Ông chết sớm quá, không biết được lũ dân trong làng này đối xử với tôi ra sao. Chúng làm nhục tôi, giam cầm cưỡng bức tôi, mưu giết hại tôi. Khi xưa tôi chữa bệnh cho chúng, thăm hỏi chúng ân cần, tôi nào có hại ai cái gì mà sao lại đối xử với tôi như thế?" "Thưa Y Khanh, tôi biết Y Khanh chịu nhiều đau khổ lắm, nhưng dân làng khổ sở lắm rồi, do bị hào trưởng ở quận đô bức ép. Hào trưởng hại Y Khanh, dân làng liệu có làm gì được? Xin thương xót lấy họ, xin để mặt già này mà bỏ qua có được không?" "Bỏ qua sao?" Nực cười, Y Khanh bật ra một tràng cười lớn mang trợ. Đột nhiên bên tai Y Khanh kêu lên lách cách, còn Hương Mộc Nhân nói: "Này cô, tôi về đây, ân trả oán đền đủ cả. Đó là ý muốn của thần linh. Ngôi làng của ông phải bị diệt vong, vì chúng đã dương mắt nhìn người ta thiêu hủy điện thần Sukhothai. Cô tôi là người thừa lệnh của thần linh, không cần can ngăn mất công. Ông là người tốt, tha cho ông sống. Hãy đi khỏi đây, không thì đừng trách." Cụ Tra Si chảy nước mắt đau thương, không thể kiềm lại được, quỳ phục xuống mà ôm lấy chân Y Khanh, cứ thế khóc mãi. Con Vương Mộc Nhân nổi giận, đưa tay lên niệm chú đánh giam hồn ông ta vào Mộc Nhân, nhưng Y Khanh cản lại, chỉ khẽ lắc đầu rồi đá ông ta ra. "Ơn của ông ngày ông còn, rồi Y Khanh này sẽ báo, nhưng việc hôm nay không thể dừng được." Thế rồi lầm trầm niệm chú, đôi mắt hình kim của Y Khanh đột nhiên đỏ ngầu lên như lửa cháy. Đoạn con Vương Mộc Nhân cũng niệm chú, cả tấm Mộc Nhân đỏ lên như lửa. Trên trán con Vương Mộc Nhân hiện lên một chữ hỏa, nó đã biến thành Vương Hỏa Mộc Nhân. Y Khanh không nói gì thêm, cầm con Mộc Nhân trên tay, lạnh lùng bước đi. Và đêm hôm đó, làng Thạc Na cháy dữ dội. Ngôi làng nằm ở vùng hẻo lánh, ngăn cách với các làng khác của Sukhothai bởi con sông Nagini. Diện tích của làng rộng lớn tới gần 300 hộ dân. Thời gian để lửa bén lan được cả 300 hộ đó, cho dù có tẩm dầu hỏa cũng phải tương đối dài lâu. Ấy vậy mà không hiểu vì sao trong một đêm, cả ngôi làng như thế cứ thế bị lửa liếm cháy sạch hết trong âm thầm, lặng lẽ. Làng tan thành tro bụi, mà trong khi lửa bén, tất cả những hộ gia đình đều chỉ say ngủ,
hoàn toàn không một ai tỉnh giấc, bỏ chạy hay tri hô lên được. Gần 800 con người, cả già cả trẻ, có tội lẫn vô tội, đàn ông lẫn đàn bà, biến mất khỏi thế gian một cách thảm khốc và ghê rợn. Chẳng hề có một tiếng động nào được phát ra bởi con người trong cái đêm ấy. Chỉ có duy nhất một người sống sót sau cơn hỏa hoạn. Cả làng bắt lửa cháy, nhưng căn nhà của anh ta chỉ bén có chút lửa ở ngoài mái hiên. Còn cột kèo và người trong nhà đều không có việc gì. Người sống sót một cách thần kỳ trong đêm đó là người con trai cả của ông cụ Tracy. Trước khi điện thần bị hào trưởng thiêu hủy, cụ Tracy đã về báo mộng cho anh ta, lên điện thần thỉnh tượng của mẹ Nakini và Bồ Tát Tarasan về nhà để thờ phụng. Ở phía tây của ngôi làng, cách cổng làng không xa, trên một phiến đá có một hàng chữ được khắc lên: phản bội Nakini là chết. Chính vì điều đó mà khắp Sukhothai dậy sóng. Người ta đồn rằng thần linh đã quyết định xóa sổ ngôi làng và giữ lại mạng cho người con trai nọ, vì anh ta đã bảo vệ tượng của các vị thần. Và người lo sợ nhất khi nghe tin có lẽ là hào trưởng Tha Rạc. Nếu là thần Nakini trả thù về việc đốt điện thần, thì sao Thạc Na chẳng phải là tới hào trưởng hắn hay sao? Ngài hoàng thân chỉ đạo cho chính quyền điều tra ráo riết về vụ hỏa hoạn, nhưng không thu được kết quả gì về đám cháy. Các quan lại chính quyền thuộc cấp sợ bị tai vạ và sợ bị thần linh trừng phạt, nên cũng chỉ điều tra qua quýt cho xong. Cuối cùng chỉ đành kết luận rằng hỏa hoạn là do có nhà nào đó vô ý dùng củi lửa buổi tối không dập đi. Kể từ sau khi Y Khan bị thả trôi xong, chiền phạn được đưa về quận đô, cho trở lại vào trại người hủi và xóa đi các tội lỗi cũ. Vương thần cũng chu cấp cho hắn và vợ con hắn ở nhà một mức độ tối thiểu cho họ không phải chết đói và cũng không phải đi ăn cắp nữa. Nhưng chiền phạn nào có sống yên thân được. Đêm nào hắn cũng nghĩ về Y Khan, về những tội lỗi mà hắn đã gây ra tại thánh điện Sukhothai. Con hình nhân Y Khan cho hắn năm nào, hắn đặt trang nghiêm trên một cái bàn thờ nhỏ trong phòng riêng của hắn, và ngày nào cũng chắp tay thờ phụng, sám hối trước nó. Khi nghe tin làng Thạc Na bị cháy và tất cả người trong làng đều đã chết, chiền phạn bỏ cơm và chỉ nằm trên giường. Cứ thi thoảng người ta lại nghe hắn cười nói vu vơ. Hắn biết Y Khan đã quay trở về và hắn sẽ là người phải chết tiếp theo. Chiền phạn không còn lo sợ, hắn tha thiết cầu nguyện sám hối trước tượng con hình nhân vào những giây phút cuối cùng trong đời, càng nhiều càng tốt. Trong mấy ngày đó, sức khỏe chiền phạn giảm đi rõ rệt. Chỉ bỏ ăn vài ngày, hắn đã hốc hác và thường rơi vào trạng thái không tỉnh táo. Chỉ cứ nằm trên giường mà trên rỉ, rồi lại cười nói vu vơ. Nhưng lạ thay, cứ vào khoảng đến 8 giờ tối là giờ dâng hoa và sám hối của Y Khan Sukhothai năm xưa, hắn lại tỉnh táo và đi làm lễ cầu nguyện được. Cứ hết qua khung giờ đó, chiền phạn lại u mê và nằm trên giường không tỉnh. Đêm hôm đó, chiền phạn nằm ngủ trong giường sau khi làm lễ sám nguyện xong. Tới nửa đêm, hắn đột ngột tỉnh giấc bởi có tiếng động lạ nơi then cửa sổ. Lạch cạch, lạch cạch. Chiền phạn giật mình trở dậy, châm đèn dầu lên nhưng không thấy gì cả, lại tiếp tục đi nằm. Chợp mắt được một lát, phạn lại chìm vào cơn mộng mị. Rồi hắn mơ thấy có một con rắn đuôi chuông rất to bò lên đầu giường mình. Con rắn dị hợm hết sảy, ở cái đuôi chuông của nó treo lủng lẳng một con hình nhân. Trên trán con rắn nổi lên hai chữ: độc xà. Con hình nhân kêu lên: này tên súc sinh, tao vâng mệnh Y Khan tới đây trừng phạt mày. Chiền phạn mỉm cười mệt mỏi: cho tôi gặp Y Khan lần cuối có được không? Mày làm gì có tư cách, xuống địa ngục mà gặp quỷ dữ đi. Vậy xin chuyển lời tới Y Khan, tôi ngàn vạn lần
dập đầu lại Y Khanh. Thế rồi con rắn chồm lên, vồ một nhát vào mặt Chiên Phạn. Chiên Phạn giật nảy mình, bật dậy khỏi cơn mê mị. Mồ hôi đổ ra ròng ròng. Nhìn tứ bề không thấy ai cả. Thế rồi lơm cơm bò dậy, chông đèn lên, lấy giấy bút ra. Hắn đã viết lại tất cả mọi quá trình mà Hoàng Thân Hào trưởng Thà Trặc đã gặp riêng hắn ở Sukhothai và sai khiến hắn hãm hại Y Khanh như thế nào. Hắn xin nhận cái chết, chỉ cầu xin Đức Thần Linh tha thứ cho cha mẹ già, cho người vợ hiền và các đứa con nhỏ dại của hắn. Chiên Phạn lên giường đi nằm. Sáng hôm sau thì hắn không trở dậy được nữa. Hắn đã lìa xa cõi đời này, nhưng không ở trong sự đau đớn của lửa giận, mà trong một sự cam chịu nhẹ nhàng. Đó là chút ân huệ cuối cùng mà Y Khanh dành cho hắn, bởi vì hắn đã sám hối vào những giây phút cuối cùng và tạo nên một cận tử nghiệp tốt lành. Sáng ra người ta tìm đến đầu giường của hắn và thấy được bức thư vừa mới tráo mực. Chiên Phạn đã viết bức thư này trong quá trình hội quan phản chiếu, sau đó thì mất đi do đau bệnh. Nhưng ngoài cái chết có vẻ như bình thường đó, là một số điều bất thường khiến cho người ta phải trợn người sợ hãi. Có một nhân kỳ dị mà Chiên Phạn hay thờ cúng trên bàn thờ đã biến mất đi. Thế vào chỗ của nó là một miếng gỗ thẳng có khắc dòng chữ: "Phản bội Nakini là chết." Cận tử nghiệp tức là nghiệp trước khi chết. Dù có làm ác, nhưng trước khi chết có sự sám hối thì rất quan trọng trong giờ phút sinh tử. Ngược lại cả đời làm thiện, nhưng trước khi chết chỉ một niệm ác lóe lên, có thể lập tức phải về địa ngục. Chỉ một niệm nhung nhớ, hận thù lóe lên thì hồn lưu lạc lại trần gian, mà theo người nhung nhớ, hận thù không siêu thoát được. Do vậy mới nói trong các loại nghiệp, cận tử nghiệp quan trọng nhất. Người già đang ở những phút chuyển sinh, nằm trên giường hấp hối thì thường sợ hãi nhớ nhung, lưu luyến trần thế, thương con thương cháu. Lúc này xin ở bên giường mà nói cho họ nghe về điều này, xin động viên họ về việc cận tử nghiệp để giữ cho thân tâm của họ được an lạc, không sợ hãi. Làm được như thế là làm phước lợi lớn cho người sắp mất. Nếu người con làm được như thế với cha mẹ sắp mất là làm thành điều hiếu đạo lớn nhất cho cha mẹ, không gì sánh bằng. Mong quý bạn đọc lưu ý và lan truyền điều này để gây nên công đức cho cả mình và người thân xung quanh. Hồi quang phản chiếu, hiện tượng ánh sáng phản xạ lúc mặt trời sắp lặn khiến cho bầu trời trở nên sáng hơn trong thời gian rất ngắn rồi tối đi. Từ này thể hiện quá trình một người bị bệnh mê man lú lẫn lâu ngày mà bỗng nhiên tỉnh lại, rất minh mẫn tỉnh táo. Đó là sự minh mẫn cuối cùng của người đó, báo hiệu rằng người đó sắp đi. Giống như ánh nến trước khi tắt hẳn sẽ vụt sáng lên rất mạnh một lần sau cuối rồi mới tắt. Giống như con gà bị trút hết tiết sẽ dậy thật mạnh một lần cuối cùng rồi mới chết đi. Chiên Phạn chết trong trại hủi, thi thể được thiêu đốt để tránh mầm bệnh hoạn, tro cốt được người thân mang về nhà. Nhưng hai ngày sau, trong khi tang lễ chưa xong, cả nhà đang nghỉ thì có con rắn hổ mang chúa từ vườn bò vào lúc nửa đêm. Tối trời không ai để ý, nó lẻn vào trong phòng chính quan tài, cắn chết vợ và hai người con đang chợp mắt bên cạnh quan tài của Chiên Phạn. Cha mẹ của Chiên Phạn trong vài ngày mất hết cả con cháu, đau buồn sinh bệnh. Vào lễ cúng 7 ngày của Chiên Phạn, cha hắn qua đời. Mẹ hắn cũng u uất trầm cảm, gắng cường được hơn một tháng sau, bà qua đời vào ngày thứ 49 của Chiên Phạn. Vậy là Y Khanh đã không chấp nhận lời thỉnh cầu cuối cùng của người hủi. Đêm hôm đó trăng rất sáng, Hoàng Thân Thà Trặc nằm trên giường say ngủ trong dinh cơ riêng. Hơn 30 lính gác cầm gươm giáo sáng lòa đứng gác cẩn mật quanh dinh cơ của vị hào trưởng quyền uy,
canh giữ cho ngài được ngon giấc lành. Không một kẻ nào có thể vượt qua hàng rào phòng vệ đó mà đột nhập vào phòng ngủ của ngài được. Đến nửa đêm, hoàng thân bị giật mình thức giấc bởi có thứ gì đó cứ chập chờn ở cửa sổ căn phòng. Ngài nhát thấy có một hình hài người nào đó đang đứng bám ở cửa sổ phòng ngủ. Căn dinh cơ được thiết kế dạng lâu đài. Ở căn phòng ngủ nằm trên tầng 4 này, có kẻ nào có thể bám ngoài cửa sổ được chứ? Hoàng thân dụi mắt nhìn kỹ lại thì đúng là có một bóng người, nhưng rất nhỏ thôi, hằn lên qua ánh trăng ở khung cửa sổ. Rồi chợt có nhiều tiếng động lạ cứ vọng lại. Phu phu, lạch cạch, lạch cạch. Rồi từ trên cửa sổ lao vụt xuống bóng người đó. Đó là một con người bằng gỗ, to bằng nửa người thật, cỡ như đứa trẻ con. Nó cất tiếng nói như người. Trong đêm trăng sáng vắng lặng, thần linh thăm kẻ ngồi ở ngôi cao. Hãy quỳ xuống mà đánh lễ đi, hỡi quân vương, để đón thánh nữ vào. Rồi mày có biết không, mày sẽ phải đền mạng. Trước khi bình minh ló dạng, số phận của mày đã rõ rồi. Thà rằng biết nó là cái gì và cũng biết nó đang nói điều gì, nhưng ngài không hề sợ hãi. Ngài ngồi thẳng dậy, với lấy thanh kiếm đầu giường giơ lên mà nói: Bọn tà ma quỷ quái, tao không biết sao chúng mày vào được đây, nhưng hãy cút ra khỏi đây ngay. Tao là vua của Sukothai này, đừng hòng dọa nạt được tao. Muốn nói lời cuối gì thì gặp Y Khanh mà nói. Đoạn con hình nhân làm trầm niệm chú, trên trán nó sáng lên chữ địa. Đó chính là vương địa mộc nhân. Từ ngay dưới nền của căn phòng, bỗng chốc có một quần đen hiện lên, xoáy sâu hun hút, ngỡ như là bổng bùng lớn. Rồi từ dưới hố đen đó trồi dần lên một hình hài người, mặc đồ màu trắng, xinh đẹp tới vô cùng. Người đó có tới 3 con mắt, 2 con mắt sáng trực màu vàng, 2 con ngươi có dạng kim của rắn, con mắt ở giữa thứ 3 màu trắng toát. Đó chính là quỷ nhãn Sukothai. Bên lỗ tai trái người đó đeo một chiếc khuyên tai, trên khuyên có lắc lư một con mộc nhân bé xíu cỡ một đốt tay. Đó là con nhãn mộc nhân cổ thuật. Đó là Y Khanh Klum, thánh nữ trong giữ điện thần ở Sukothai. Thà Rặc bước xuống giường, trỏ thẳng thanh kiếm vào Y Khanh rồi nói: Từ khi làng Thạc Na bị cháy thì tao đã biết là mày trở về. Ngày đó tao đã sai khi quá nhân từ với mày. Lẽ ra tao nên giết mày ngay khi mày ở trong nhà ngục. Mày là người hay là ma quỷ? Thà Rặc đôi mắt đầy giận dữ, không hề sợ hãi gì. Y Khanh thấy thế mới thầm cảm thán trong lòng: Hào trưởng thân vương thật có khí phách của bậc đế vương. Ngài bắt kẻ phạm tội, ấy là ngài có cái tính thượng tôn pháp luật của hoàng gia. Ngài đích thân dẫn quân đi bắt trộm, không kể đêm thâu giá lạnh, chăn ấm nệm êm, vui thú cùng mỹ nữ, ấy là ngài cũng có cái dũng của bậc trượng phu. Ngài thấy Y Khanh đẹp nên yêu, ngài có tính sắc của người nam nhân. Ngài bỏ qua danh phận, hạ mình tới hỏi cưới Y Khanh 2 lần, ấy là ngài có cái lễ của bậc vương giả. Việc không được, ngài không dùng bạo lực mà dùng thủ đoạn để hại Y Khanh, là để thu phục nhân tâm, là ngài có cái mưu trí của người cầm quân. Bắt được Y Khanh, ngài muốn giết nhưng không giết ngay, mà chờ làm nghi lễ trôi xong, là ngài tôn trọng tục lệ của dân bản xứ. Nói tha cho chuyện phản, ngài liền tha. Đó là ngài có cái tính của người quân tử. Ngài phải giết Y Khanh, vì đó còn là danh dự của người ở ngôi cao. Nếu danh dự đó bị tổn hại nhục nhã, thì lời nói của ngài ở Sukothai sẽ chẳng còn uy lực. Ngài chẳng thể bị nhục vì một người đàn bà. Bối cảnh chính trị và quyền lực lúc bấy giờ ở nước Thái, chẳng có mấy người phàm tục nào ở vị trí của ngài
mà có thể dẹp bỏ qua được cái chuyện mất mặt đó. Ai rồi cũng phải ích kỷ, hẹp hòi hợp lý như thế. Nếu không thì chẳng thể nào đủ khắc nghiệt mà giữ nổi quốc gia. Tuy ngài gây ra nhiều đau khổ cho Y Khanh, nhưng lý ra ngài chẳng phải chết đâu. Vì Y Khanh biết rồi ngài sẽ là một vị minh quân chủ. Làm người chẳng ai có thể trọn vẹn cả 10 phân, nhất là ở vị trí của ngài. Lẽ ra ngài đã được tha thứ nếu ngài không phạm phải một tội nghiệp nặng nề nhất. Đó là ngài đã phá hủy đi điện thần Sukhothai. Y Khanh nhìn thẳng mặt Thà Rạc, cũng chẳng hề run sợ né tránh gì. Ngài đã dùng sức mạnh của mình để khiêu chiến với thần linh. Đó là cái sai lớn nhất của ngài. Nên hôm nay Y Khanh tới đây là để bắt ngài đền tội với thần linh. Rồi hai người cừu thù lặng nhìn nhau hồi lâu. Việc gặp gỡ của hai người trong đêm hôm đó trên điện thần là một cuộc gặp gỡ đã được thần linh sắp đặt, khiến cho số phận của cả hai hoàn toàn thay đổi. Ngay khi vị thân vương nhìn thấy Y Khanh và đắm say trong nhan sắc của nàng, cuộc sống của ngài đã chẳng thể còn được như xưa. Hai người đứng đó lặng nhìn nhau, tựa như một bức điêu khắc điển tích trong các câu chuyện thần thoại. Một kẻ là anh hùng đại diện cho thế lực, sức mạnh của người đàn ông, một tầng bậc thượng lưu trong giới quý tộc, nắm quyền điều khiển đất nước này. Còn người kia là một mỹ nhân, tượng trưng cho sức mạnh của thần linh, là một bậc thần tôn giáo trang nghiêm không thể xâm phạm, cũng nắm quyền chi phối tới đời sống tâm linh của đất nước này. Hai thế giới đó tưởng chừng như riêng biệt, nhưng lại cùng khởi sinh, cùng tồn tại và có sự mâu thuẫn xảy ra, thì phải có một trong hai phải nhún nhường để đạt được sự hòa hợp. Nhưng thần vương đã không hiểu điều đó. Cho dù ngài là người cai quản trong vùng đất của các vị thần, ngài đã làm rất tốt mọi điều và giúp cho Sukhothai thịnh vượng. Vào thời cai trị của ngài tại Sukhothai, trộm cắp đã giảm đi nhiều. Sukhothai trở thành một vùng đất quyền lực. Nhưng chỉ có duy nhất việc hòa hợp với tôn giáo là ngài không hiểu mà thôi. Thà Đạt bật ra một tràng cười lớn rồi nói: Y Khanh, mày đừng hù dọa tao nữa. Dù mày có là người hay là ma, mày cũng không hại được đến tao đâu. Tao đã chuẩn bị sẵn cho cuộc gặp này rồi. Y Khanh bật cười lên khanh khách, chỏ tay vào đầu giường ngủ của Thà Đạt mà nói: Lấy nó ra đây xem nào. Thà Rạc nghe thế thì giật mình, vội bước lại thác cái chiếu lên, thì tá hỏa. Những lá bùa mà Thà Rạc đã sai các pháp sư chuẩn bị sẵn sàng kể từ sau khi Thạc Na cháy, nhằm chống lại mối đe dọa có thể đến từ huyền nhân, giờ đây tất cả đều đã đen như than. Chúng đã bị phá hủy ngay từ khi Y Khanh bước vào căn phòng này. Con nhãn mộc nhân đã nhìn ra được chúng ngay, và bằng một cách nào đó Y Khanh đã phá hủy chúng mà chưa cần chạm tay vào. Thà Đạt lặng người nhìn những lá bùa, rồi nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Y Khanh. Y Khanh nói: Ngài là vua của Sukhothai này, vậy mà ngài chẳng hiểu gì về vùng đất này cả. Nơi đây là thánh địa huyền thuật, là cái nôi của các huyền thuật, không chỉ trên Sukhothai mà cả trên khắp đất nước này. Mọi sức mạnh bùa chú đều từ đây mà ra, vậy mà ngài dám mượn những tay pháp sư ngoại môn viết bùa yểm lên chính thánh địa hay sao? Thật là nực cười. Y Khanh nghe đây, các vị vua chúa được sự bảo trợ của thần linh và cai trị con dân giúp cho thần linh, đừng chỉ vì một sự việc nhỏ riêng của hai ta mà làm tổn hại điều đó. Nếu hôm nay mày xâm hại tới ta, đó là đã phá hủy đi sự tương hợp này. Nếu ta chết, nhà vua và hoàng gia sẽ phẫn nộ, các điện thần sẽ đừng hòng được yên ổn. Vậy ra ngài cũng biết điều đó. Ngài nói chẳng sai, tôi thù ngài tới thấu xương,
nhưng các đức mẹ đã nói với tôi rằng nếu thiếu đi sự bảo trợ của hoàng gia, thánh điện cũng không thể có được sự tồn tại. Do đó các đức mẹ muốn tôi hãy cho ngài con đường sống, vì ngài là người chăn dắt con dân ở Sukutai và có dòng máu hoàng tộc. Dù tôi muốn giết ngài lắm, nhưng tôi không dám làm trái ý các mẹ. Thế nhưng chính ngài đã gây ra cuộc chiến này trước. Ngài có thể xâm phạm tới tôi thế nào cũng được, nhưng ngài lại còn thiêu đốt điện thần, và giờ đây sắp sửa bị trừng phạt, thì ngài lại nói về sự tương hợp giữa thần linh và hoàng gia hay sao? Trong mắt của ngài vốn đâu hề có thần linh chứ. Tà Rạc cúi đầu im lặng không nói gì. Y Khan đã nói đúng, có lẽ việc thiêu đốt điện thần chỉ vì cơn phẫn nộ chốc lát với Y Khan là một điều sai trái. Sau khi Tà Rạc thiêu đốt điện thần Sukutai, chính ngài Rama đệ cửu đã gửi các chiếu chỉ tới Sukutai để trách móc vị vương thân. Ngài chẳng xử phạt vương thân, nhưng rõ ràng việc vương thân phá hủy điện thần Sukutai đã làm cho nhà vua phật ý. Vì điều đó mà vương thân cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều. Chính thủ tướng cũng đã gửi điện từ Bangkok để trách cứ hoàng thân về điều đó. Và giờ đây thì thần linh đã sai Y Khan đến để trừng phạt ngài. Ngài đã sai thật rồi sao? Rama IX, vua của nước Thái Lan, là người đứng đầu lực lượng vũ trang, là Phật tử và là người bảo hộ cho tôn giáo của quốc gia, nhằm thể hiện sự thống nhất giữa tôn giáo và lực lượng vũ trang cũng như nhà cầm quyền. Mối quan hệ giữa Y Khan và Tà Rạc không chỉ là cựu thù, mà còn thể hiện thái độ chính trị và tôn giáo lúc bây giờ. Tà Rạc là một vương thân hoàng gia nắm quyền cùng với tỉnh trưởng Sukutai, và theo chủ nghĩa vô thần nên không chịu khuất phục trước tôn giáo và không đồng tình cho chủ trương tôn giáo dẫn dắt quân đội của một số quan chức trong hoàng gia. Do đó mà Tà Rạc có hành động buộc Y Khan phải khuất phục và muốn cưới nàng về làm thiếp, nhằm thể hiện ý chí quân sự khuất phục thần linh. Y Khan lại nói: "Thưa lệnh điện thần, tôi có thể cho ngài một cơ hội để ngài chuộc lại lỗi lầm. Nếu ngài biết sửa sai thì nể mặt hoàng gia, thần linh sẽ không trách cứ gì ngài cả. Chỉ cần ngài làm cho tôi hai việc." "Lùm nói đi." "Thứ nhất, ngài xây dựng khôi phục lại điện thần Sukutai, thỉnh lại tượng các mẹ và các vị thần về, đồng thời ban ra sắc lệnh trọn đời vào thời của ngài, quân đội không được đặt chân tới thánh điện Sukutai, và các tù nhân chính trị nếu lên tới đỉnh Sukutai thì sẽ được an toàn. Các lâm tại vùng đất cho ngài cai quản sẽ được quyền miễn tội hoàn toàn, dù có gây ra điều gì sai trái. Nếu họ bị trừng phạt thì chính thần linh sẽ làm điều đó, và chỉ có đức vua mới có thể xét xử hay giam cầm các lâm." "Tôi sẽ làm theo lời cô, như là cách chuộc lại lỗi lầm của mình. Còn việc thứ hai là gì?" Y Khan mỉm cười, chìa một bàn chân ra rồi nói: "Nghe thèm khát thân thể này lắm phải không? Giờ tôi cho ngài cơ hội được chạm vào nó đây. Hãy liếm sạch vết bẩn trên đôi chân trần này đi, để thể hiện sự sám hối của ngài với những nỗi ô uế mà ngài đã gây ra cho điện thần." Tà Rạc nghe thấy, bỗng nhiên khuôn mặt biến sắc. Thân vương đã nhún nhường vì sự sai trái của mình, nhưng hành động này chẳng khác nào một sự sỉ nhục tới danh dự của hoàng gia. Y Khan đã thể hiện ý chí của mình một cách rõ ràng. Dù là dòng máu hoàng tộc, vẫn phải khuất phục và quỳ dưới chân thần linh. Lời nói của nàng Plum như giọt nước làm tràn ly. Bao nhiêu nín nhịn của thân vương cùng niềm kiêu hãnh của hoàng gia bùng nổ. Dù ngài có chết, ngài cũng không bao giờ làm điều ô nhục đó. Thân vương hào trưởng gầm lên một tiếng, đứng phắt dậy, trỏ thẳng thanh kiếm vào Y Khan mà nói: "Hỗn sực, cái thứ lăng loạn dơ bẩn nhà mày,
mà bắt tao quỳ xuống liếm chân sao? Đi xuống địa ngục đi, đồ ma quỷ. Đoạn lao thẳng tới, đâm một nhát chí tử vào Y Khanh. Nhưng thân thể Y Khanh tan ra thành làn khối mờ, rồi lại tụ lại. Đó là do con ảo mộc nhân thuật đã tạo ra cái bóng của Y Khanh đi lên từ vùng địa giới cổ thuật. Y Khanh cười lên mang trợ, cả những con mộc nhân cũng cười khùng khục. Y Khanh nói: Hãy chết cùng với sự kiêu ngạo của mình đi. Dòng máu hoàng gia cũng không cứu được mạng của mày nữa đâu, đồ xuẩn ngốc. Thế rồi bay bục lên không, từ từ tan ra thành một cái bóng mờ. Hoàng thân lại cầm kiếm lao đến mà chém Y Khanh. Nhưng rồi thân thể cứng ngắc không cử động được, cả toàn thể tay chân ngày vặn vẹo trong đau đớn giằng xé. Có những vệt đen cứ phủ lan tràn lên trên thân thể của ngài. Ngài đang vật lộn với chiếc bóng của chính ngài. Có một con mộc nhân nhảy phốc lên trên trán ngài, bịt lấy mắt ngài. Người nó sáng lên rõ một chữ bóng. Thế rồi vương mộc nhân kêu lên: Tao đã bảo giết đi từ đầu rồi mà. Nó làm trầm niệm chú, vương mộc nhân biến đổi thành vương âm mộc nhân. Y Khanh bay lại, hét một tiếng lớn vào tai thân vương: Tao nguyền rủa mày. Tiếng thét của Y Khanh ngỡ như sấm động bên tai. Đầu óc hoàng thân như nổ tung bởi tiếng thét ảo âm ma quái. Máu từ lỗ tai của ngài túa ra ròng ròng. Những thớ não bầy nhầy không chịu được tiếng thét đó mà cùng vỡ toang ra trong hộp sọ, rồi tràn máu ra lỗ tai. Y Khanh gầm lên một tiếng sau cuối. Toàn thể gia nhân ở các phòng hậu choàng tỉnh bởi tiếng thét kinh dị của vị thân vương. Những tên vệ sĩ và gia nhân đạp tung cửa ra, lao sọc vào bên trong phòng của ngài, thì thấy vương thân đang ngồi trên giường, mồ hôi vã ra như tắm. Tay ngài cầm thanh ngọc kiếm bất ly thân luôn gối ở đầu giường. Trên thân ngài vẫn còn mặc đồ ngủ, chăn nệm văng tứ tung. Tiếng thét trong khi ngài đang mộng mị chứ không có chuyện gì cả. Thân vương bội xua đám gia nhân đi ra khỏi phòng, bảo chúng về ngủ nghỉ bình thường. Rồi ngài đóng kín cửa phòng lại. Bây giờ nhìn quanh, tất cả các cửa đều đã đóng kín, không còn một ai cả. Trong căn phòng giờ đây chỉ còn mình Thà Rặc. Giấc mơ tai quái kỳ lạ làm cho thân vương lo sợ vô cùng. Rồi như sực nhớ ra, ngài vội vàng lao đến đầu giường, thác chiếu lên. Ôi không, những lá bùa tà ma của các pháp sư và nhà sư đến từ Bangkok giờ đây đều có màu đen như than. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 14 của Thánh Địa Tara. Xin hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 15 vào trưa ngày mai. Chúc quý thính giả một ngày an lành.